Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ ba, ngày 10 tháng 5 năm 2016 có những nội dung chính như sau. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, tặng quà chúc mừng học sinh Nguyễn Thế Quỳnh đoạt huy chương bạc tại cuộc thi Olympic vật lý châu Á năm 2016. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Các địa phương đơn vị sẵn sàng cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình Khăm Muồn thống nhất nội dung chương trình lễ bàn giao và an táng hai cốt liệt sĩ. Quảng Bình triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ nhân dân sau khi xảy ra tình trạng thủy hải sản chết bất thường. Đất nước hôm nay đang vui mừng chào ngày hội lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng. Vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Hơn mỗi lá phiếu ta bầu là trách nhiệm công dân, dựng xây quê hương ấm no hạnh phúc. Ta đi bầu thật đông, ta chọn người thật đông, chung sức chung lòng xây nước Việt đẹp. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 10 tháng 5, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến tặng hoa chúc mừng học sinh Nguyễn Thế Quỳnh, trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp đoạt huy chương bạc tại cuộc thi Olympic vật lý châu Á năm 2016. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang đã chúc mừng và tặng hoa cho em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 11 chuyên lý trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp tỉnh Quảng Bình đã xuất sắc đoạt huy chương bạc tại kỳ thi Olympic vật lý châu Á năm 2016. Theo kết quả công bố của ban tổ chức, trong số các học sinh của đoàn Việt Nam dự thi, em Nguyễn Thế Quỳnh là người có điểm số cao nhất, đạt 37,15 điểm. Tại giải lần này, đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 8 học sinh dự thi đều đoạt giải, trong đó có 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 2 bằng khen. Chia sẻ niềm vui với tập thể thầy cô giáo và học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, đây là niềm vinh dự tự hào của tỉnh Quảng Bình và là kết quả của sự chăm lo dạy dỗ, giáo dục của gia đình và nhà trường. Cũng trong dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Hoàng Đăng Quang cũng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, ban giám hiệu nhà trường cần tạo mọi điều kiện giúp em Nguyễn Thế Quỳnh tiếp tục tham dự và đạt được kết quả cao trong kỳ thi Olympic vật lý quốc tế dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Cũng trong dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa và quà động viên đội ngũ cán bộ giáo viên tổ vật lý trường Trung học phổ thông chuyên Võ Nguyên Giáp và cá nhân em Nguyễn Thế Quỳnh. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 5, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 8 đã gặp gỡ tiếp xúc với cử tri huyện Bố Trạch để vận động bầu cử. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch giới thiệu tóm tắt tiểu sử quá trình công tác của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 8 gồm bà Nguyễn Thị Thủy Hằng, Phó trưởng phòng hành chính tổng hợp Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng, bà Phan Thị Thanh Huyền, Phó ban tổ chức kiểm tra Hội nông dân tỉnh Quảng Bình, ông Phan Văn Mạc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Trạch, ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Phạm Thái Quý, Trưởng phòng Pháp chế Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Trường Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, bà Hoàng Thị Thủy, giáo viên trường tiểu học Hải Trạch, ông Lê Công Toàn, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh. Các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có mặt tại các buổi tiếp xúc cử tri đã trình bày chương trình hành động của mình trước đông đảo cử tri các xã thị trấn của huyện Bố Trạch với những nội dung trọng tâm sẽ thực hiện trong thời gian tới, thể hiện quyết tâm cùng với cấp ủy chính quyền các cấp sâu sát gần gũi nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng phản ánh kiến nghị của nhân dân, đề ra các giải pháp, chương trình, dự án giúp nhân dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, tiếp cận ngày càng tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hóa, phòng chống hiệu quả thiên tai dịch bệnh cho người dân.
tích cực tham gia nhiều ý kiến góp phần cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh, cùng tập thể Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát công tác hoạt động của các cơ quan nhà nước, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, tích cực tham gia tiếp công dân, siết chặt kỷ luật kỷ cương để cán bộ công chức trong bộ máy nhà nước thấy rõ hơn trách nhiệm được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Cử tri các xã thị trấn ở huyện Bố Trạch bày tỏ tin tưởng với chương trình hành động và đề nghị các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 cần thực hiện tốt nếu trúng cử. Cũng trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 5, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên Hội đồng Nhân dân tỉnh tại đơn vị bầu cử số 12 đã gặp gỡ tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy để vận động bầu cử. Đơn vị bầu cử số 12 có 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh là ông Trần Ngọc Anh, viên chức Hội Doanh nghiệp tỉnh, bà Nguyễn Thị Lê Bình, Phó trưởng trạm y tế xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, bà Dương Thị Chanh, Bí thư Đoàn xã, kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Dương Văn Hùng, trưởng phòng Kinh tế Ngân sách, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Mỹ Lộc Thường, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, ông Lê Thuần Văn, Chánh Văn phòng Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình. Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, cử tri đã được nghe cả ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình với những nội dung bám sát thực tiễn cuộc sống, đề cập trực tiếp đến nhiều vấn đề dư luận quan tâm. Trong chương trình hành động của mình, cả ứng cử viên đều khẳng định sẽ tích cực đóng góp tâm sức trí tuệ của mình vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh, xứng đáng với sự tín nhiệm, tin tưởng gửi gắm của cử tri. Luôn sát cánh cùng cử tri thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Các ứng cử viên cũng cam kết trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình sẽ phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm để giải quyết các kiến nghị của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của cử tri. Đặc biệt, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển kinh tế bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Trong đó ưu tiên cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, trước hết là đầu tư cho phát triển du lịch, để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Lệ Thủy là địa phương thuần nông nên chương trình hành động của cả ứng cử viên còn đề cập những vấn đề liên quan đến sản xuất nông nghiệp, nhất là việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác có giá trị cao hơn, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi tập trung, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất và chăn nuôi. Cử tri huyện Lệ Thủy bày tỏ tin tưởng các ứng cử viên nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ triển khai hiệu quả chương trình hành động. Nhiều cử tri kiến nghị các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khi trúng cử cần nâng cao vai trò giám sát của người đại biểu nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc hiện nay là cải cách hành chính, tinh giản biên chế để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, chống sạt lở bờ sông, bảo vệ môi trường, hỗ trợ ngư dân bám biển, nâng cao thu nhập của người dân trong nhiệm kỳ tới. Tại huyện Bố Trạch, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã có buổi gặp gỡ tiếp xúc với cử tri của các xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Mỹ Trạch, Hà Trạch, Liên Trạch, Hưng Trạch, Sơn Trạch, Vạn Trạch, Phủ Đình và xã Cử Nẫm. Đơn vị bầu cử số 7 gồm ông Phạm Xuân Diệu, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ông Phan Văn Gòn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Bố Trạch, bà Trần Lê Hằng, giáo viên trường tiểu học số 1 xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, bà Nguyễn Thị Thu Hiếu, điều dưỡng trạm y tế xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, bà Lý Thị Tuyết Hoa, nhân viên công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, ông Võ Minh Hoài, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Trần Phong, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tại những nơi tiếp xúc cử tri, ngay sau phần giới thiệu tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, từng ứng cử viên đã trình bày trước cử tri chương trình hành động của mình. Các ứng cử viên đều khẳng định rất vinh dự khi được tổ chức và cử tri lựa chọn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh lần này và cam kết nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri để phản ánh với Hội đồng Nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề còn bất cập, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đặc biệt,
quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, ổn định việc làm cho lao động vùng nông thôn, chủ trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện của địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tham gia các giải pháp tích cực nhằm đẩy lùi nạn tham nhũng, lãng phí. Cử tri tại các điểm tiếp xúc đã đánh giá cao và bày tỏ sự hài lòng, tin tưởng đối với các ứng cử viên khi chương trình hành động đưa ra khá cụ thể, rõ ràng, thiết thực và bám sát được những vấn đề đang nổi lên ở địa phương. Đồng thời kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ luôn gần dân, lắng nghe và phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa dân với các cơ quan chức năng nhà nước, đáp ứng mong muốn và niềm tin của nhân dân. Ngày 10 tháng 5, 7 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 gồm ông Nguyễn Việt Hải, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải, ông Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Công viên Cây Xanh thành phố Đồng Hới, ông Nguyễn Cảnh Lương, nhân viên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Tập đoàn Sơn Hải, bà Nguyễn Thị Nhung, Tổ trưởng Tổ sản xuất Đồi Môi trường 2, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Môi trường và Phát triển Đô thị, ông Hoàng Văn Tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đồng Hới, ông Nguyễn Văn Thảo, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Quảng Bình, đã có buổi tiếp xúc với cử tri và vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 9 gồm 8 xã phường thuộc thành phố Đồng Hới. Tại buổi tiếp xúc, các ứng cử viên đã trình bày trước cử tri chương trình hành động của bản thân nếu trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong đó phát huy vai trò năng lực của bản thân tham mưu cho tỉnh đề ra những chủ trương quyết sách đúng đắn để phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm như tạo việc làm, môi trường, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, vận động quần chúng nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, đặt mình trong sự giám sát của cử tri, tiếp nhận truyền tải những vấn đề nhân dân đề xuất kiến nghị đến Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng, triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng Đồng Hới phát triển thực sự là một đô thị xanh sạch đẹp, văn minh, xứng đáng là thành phố du lịch. Hôm nay ngày 10 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Quảng Châu và xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông bà Diệp Thu Hiền, điều dưỡng trạm y tế xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, ông Đoàn Lương Khuê, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình, ông Đầu Minh Ngọc, Bí thư Huyện ủy Quảng Trạch, ông Từ Hồng Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ông Phạm Văn Vui, chuyên viên Ban tuyên giáo Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Bình thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc với cử tri các xã Quảng Hợp, Quảng Kim, Quảng Phú, Quảng Đông, Quảng Hưng, Quảng Châu, Quảng Tùng và Cảnh Dương để vận động bầu cử. Tại buổi tiếp xúc với cử tri các xã Quảng Hợp, Quảng Kim, Quảng Châu, Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, sau khi đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2016-2021, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trình bày chương trình hành động, nêu rõ những nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong nhiệm kỳ 2016-2021. Các ứng cử viên đều thể hiện sự quyết tâm đổi mới lề lối làm việc, đem hết khả năng, trình độ, trí tuệ của bản thân để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham gia xây dựng các chính sách phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển. Tiếp xúc với cử tri các xã Quảng Phú, Quảng Hưng, Quảng Đông, Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, các ứng cử viên nêu rõ, được cử tri bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vừa là vinh dự, cũng vừa là trách nhiệm lớn lao. Vì vậy, để thực hiện các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, cần tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, hoàn thiện bản thân, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trên cương vị công tác được Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với niềm tin của các cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh. Cử tri các địa phương trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã bày tỏ sự đồng tình và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời kỳ vọng các ứng cử viên khi trúng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ luôn gần dân, lắng nghe và phản ánh kịp thời ý kiến của cử tri tới các cơ quan chức năng, đáp ứng mong muốn và nguyện vọng của nhân dân. Ngày 10 tháng 5, tại Ủy ban Nhân dân xã Quảng Liên và xã Quảng Lưu, các ứng cử viên, đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 thuộc đơn vị bầu cử số 4 đã có buổi tiếp xúc với cử tri 10 xã thuộc huyện Quảng Trạch. Đơn vị bầu cử số 4 có 5 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh gồm
ông Nguyễn Đức Cương, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Y tế, bà Phạm Thị Duyên, y sĩ trạm y tế xã Cảnh Hòa, huyện Quảng Trạch, bà Trần Thị Hương, phó trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Bình, ông Phan Thanh Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch và ông Trần Quốc Tuấn, tỉnh ủy viên, bí thư tỉnh đoàn Quảng Bình. Tại hội nghị, các cử tri đã được nghe thông báo tóm tắt tiểu sử của các ứng cử viên. Các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình trước các cử tri nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều khẳng định sẽ tích cực đóng góp tâm sức, trí tuệ xứng đáng với sự tín nhiệm tin tưởng gửi gắm của cử tri. Các cử tri đã bày tỏ sự tin tưởng, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên và mong muốn các ứng cử viên khi được bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ tích cực tham gia các hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, làm tròn trách nhiệm người đại biểu nhân dân, thực hiện hiệu quả các chương trình kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh. Ngày 10 tháng 5, ông Trần Thắng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn cùng các ứng cử viên Hội đồng nhân dân thị xã thuộc đơn vị bầu cử số 3 đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Ba Đồn và phường Quảng Phong, thị xã Ba Đồn. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã nghe tiểu sử tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên, trong đó chú trọng đến các vấn đề như luôn giữ mối liên hệ mật thiết, lắng nghe ý kiến tâm tư của cử tri, phản ánh trung thực ý kiến, đưa tiếng nói nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết, chủ trọng đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế đồng bộ, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội cho người dân, làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, tội phạm, tích cực xây dựng địa phương phát triển vững mạnh, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. Trong không khí dân chủ, cởi mở, đại diện cử tri cũng đã bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng và mong muốn các ứng cử viên khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã trình bày trước cử tri. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Minh Hóa cũng vừa có buổi tiếp xúc với cử tri hai xã Trọng Hóa và Dân Hóa. Sau khi nghe các ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động của mình, các cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình và mong muốn các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân huyện sẽ tham gia đóng góp ý kiến, giúp cử tri địa phương giải quyết các vấn đề bức xúc của đời sống, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc. Theo kế hoạch, từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Minh Hóa sẽ tổ chức 7 điểm tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Việc tổ chức tiếp xúc cử tri sẽ giúp cử tri sáng suốt lựa chọn những người có đức có tài để bầu vào Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Tuyên Hóa nhiệm kỳ 2016-2021 cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động. Nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, các ứng cử viên sẽ phát huy khả năng tinh thần trách nhiệm để làm tốt vai trò người đại biểu nhân dân, lắng nghe, tổng hợp và phản ánh các ý kiến kiến nghị của cử tri đến các cơ quan chức năng. Cử tri mong muốn sau khi trúng cử, các ứng cử viên phải luôn đoàn kết, giữ mối liên hệ với cơ sở, tham mưu để Hội đồng nhân dân huyện ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội phù hợp với địa phương, nhất là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, xây dựng cơ sở vật chất phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Theo kế hoạch, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuyên Hóa tổ chức 20 hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên Hội đồng nhân dân huyện vận động bầu cử theo luật định. Ngoài ra có 2 điểm tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 3 điểm tiếp xúc cử tri với ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Thời gian tiếp xúc cử tri sẽ hoàn thành trong ngày 18 tháng 5 năm 2016. Ngày 10 tháng 5, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Quảng Ninh tại đơn vị bầu cử số 1, đơn vị bầu cử số 5 và đơn vị bầu cử số 7 đã có cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các địa phương ứng cử. Trước đông đảo cử tri, những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện đã thông báo dự kiến chương trình hành động của mình nếu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 19 sắp tới. Trong chương trình hành động, các ứng cử viên đều tập trung nêu cao vai trò đại diện, cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, trung thực trong phản ánh,
truyền tải tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri, luôn nỗ lực rèn luyện bản thân để xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri và người ứng cử, cử tri các địa phương đã phát biểu nêu lên sự kỳ vọng vào những đại biểu đã được bầu vào Hội đồng Nhân dân huyện sắp tới, mong muốn cuộc bầu cử lần này sẽ lựa chọn ra những người xứng đáng nhất để đứng vào cơ quan quyền lực địa phương, hành động vì quyền lợi và lợi ích chính đáng của nhân dân. Hôm qua ngày 9 tháng 5, đồng chí Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục thiệt hại của ngư dân ba xã vùng biển do tình trạng cá biển chết hàng loạt trong thời gian qua và công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Thời gian qua, do sự cố cá biển chết bất thường chưa rõ nguyên nhân đã làm cho hoạt động khai thác thủy hải sản, du lịch dịch vụ đình trệ, đời sống việc làm và thu nhập của người dân ba xã vùng biển trên địa bàn huyện Lệ Thủy hết sức khó khăn, gây tâm lý hoang mang lo lắng trong nhân dân. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, động viên nhân dân ổn định tình hình đời sống, tránh bị kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo, tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự. Đồng thời, chỉ đạo tiến hành thu gom, tiêu hủy cá chết trôi giạt vào bờ, đảm bảo vệ sinh môi trường, tuyệt đối không để nhân dân buôn bán sử dụng cá chết để chế biến thực phẩm, nước mắm, cá khô. Để ổn định tình hình đời sống nhân dân, các ban ngành trung ương, tỉnh, huyện và các tổ chức cá nhân hảo tâm cũng đã kịp thời quan tâm động viên hỗ trợ tiền mặt qua với tổng giá trị gần 1,8 tỷ đồng và hơn 100 tấn gạo cho nhân dân ba xã miền biển khắc phục khó khăn. Đến nay, nhìn chung tình hình đời sống nhân dân ba xã miền biển của huyện Lệ Thủy cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai tích cực đúng quy trình. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Tuân ghi nhận sự nỗ lực của Đảng bộ và chính quyền các cấp huyện Lệ Thủy đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân khắc phục khó khăn, bám sát cơ sở, thực hiện kịp thời sự chỉ đạo của chính phủ và tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh một cách nghiêm túc, có hiệu quả. Trước mắt, huyện cần tiếp tục bám sát cơ sở, thống kê các đối tượng bị thiệt hại để có sự hỗ trợ kịp thời nhằm đảm bảo đời sống cho nhân dân. Đặc biệt, cần tích cực chủ động triển khai các công tác chuẩn bị cần thiết để cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra thành công tốt đẹp. Trước đó, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi, nắm bắt tình hình và động viên cán bộ và nhân dân hai xã Hồng Thủy và Ngư Thủy Bắc. Hòa trong không khí náo nức chào đón ngày bầu cử, những ngày này cùng với các địa phương trong tỉnh, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn đang nỗ lực triển khai các bước chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Là địa phương vùng Cồn Bãi, có số lượng cử tri là đồng bào Công giáo, với hơn 2.300 cử tri, chiếm 48%. Ngay từ khi triển khai công tác bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử thông qua hệ thống truyền thanh, băng rôn, pano áp phích, thông qua các cuộc họp, các buổi sinh hoạt của các đoàn thể chính trị xã hội ở khu dân cư, đã giúp bà con giáo dân hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử và hăng hải tham gia đi bầu vào ngày 22 tháng 5 năm 2016. Cấp trên đã là tuyên truyền cho mình, cho những người dân để nắm bắt pháp luật. Thì chúng tôi thì những người dân cũng muốn bầu ra là những con người xứng đáng để vào hội đồng các cấp. Toàn xã Quảng Minh có gần 5.000 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu tại chính khu vực bầu cử. Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, xã cũng đã tập trung chỉ đạo các lực lượng phối hợp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động xử lý giải quyết khiếu nại tố cáo, niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở các khu vực bỏ phiếu, thường xuyên tổ chức kiểm tra, kịp thời bổ sung và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt nhất cho cuộc bầu cử. Công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn xã Quảng Minh cho đến thời điểm này, cơ bản chúng tôi đã thực hiện tốt và hoàn thành các quy định theo quy định của pháp luật. Công tác tổ chức tuyên truyền thì chúng tôi thường xuyên tổ chức cho các tổ bầu cử, rồi trên hệ thống truyền thanh của xã là tổ thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền. Còn đối với công tác vận động bầu cử thì chúng tôi tới đây sẽ tiến hành tổ chức cho các ứng cử viên trên các địa bàn thực hiện công tác vận động trên chín tổ
Còn đối với công tác an ninh trật tự thì cho đến thời điểm này thì cơ bản là đảm bảo. Với sự chuẩn bị khẩn trương và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho bầu cử tại xã Quảng Minh được thực hiện theo đúng quy trình và đúng tiến độ đề ra. Tin rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cùng với cử tri cả nước, cử tri xã biên giới Trọng Hóa, huyện miền núi Minh Hóa đang tích cực chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân với nhiều niềm tin, kỳ vọng. Về xã biên giới Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, không khí của ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã lan tỏa về tận các bản làng vùng sâu vùng xa. Những thông tin liên quan đến cuộc bầu cử thường xuyên được chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu được mục đích, ý nghĩa của sự kiện chính trị trong đài này. Sau cái hiệp thương lần thứ ba, thì được công khai trước hết là công khai danh sách cử tri tại các tổ bầu cử, rồi là danh sách niêm yết danh sách ứng cử viên, rồi là tiêu sự tóm tắt tên các tổ trên địa bàn của xã Trọng Hóa. Thì đến bây giờ thì cơ bản là ổn định, phấn khởi nhất là trong bà con nhân dân họ chấp hành tốt về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ủy ban bầu cử xã Trọng Hóa đã thành lập 7 tổ bầu cử với 6 đơn vị bầu cử, trong đó có 5 đơn vị bầu cử ở bản và 1 đơn vị bầu cử tại đồn biên phòng Ra Mai. Hiện nay danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp đã được niêm yết công khai tại những điểm bỏ phiếu. Bà con đồng bào dân tộc cũng rất quan tâm đến đợt bầu cử lần này. Tranh thủ sau những giờ lên rẫy, bà con đến tại cả khu vực bỏ phiếu để nghiên cứu danh sách lý lịch của người ứng cử. Tôi là cử tri là tôi cũng nắm bắt được là ngay cái bầu cử là ngày 22 tháng 5 là tôi cũng tìm hiểu trong danh sách là biết những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu các cấp, đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, là tôi cũng tìm hiểu là biết địa điểm là để chọn ngày 22 tháng 5 là đã nhà nước họ quy định rửa tôi là tôi cũng đến ngày đó là tôi cũng đến bầu phiếu. Toàn xã Trọng Hóa sẽ có 2.095 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Mặc dù là xã biên giới, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sống gian trải ở 18 bản, nhưng mọi văn bản chỉ đạo về cuộc bầu cử đều được cập nhật kịp thời đến bà con dân bản. Xã Trọng Hóa đã phân công mỗi đơn vị bầu cử có một thành viên ủy ban bầu cử phụ trách để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bầu cử. Em bầu những người có đức, có tài, có đạo đức vì để mà phát triển cho các dân tộc thiểu số sau này để tương lai và được nhiều cái tốt đẹp. Cùng với công tác tuyên truyền, công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn cũng đã được xã Trọng Hóa quan tâm thực hiện. Hiện xã đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện thông tin liên lạc phục vụ bầu cử tại 6 địa điểm bầu cử. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, công tác đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quyết định cho thành công của cuộc bầu cử. Để giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với Thượng tá Phạm Xuân Diệu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình. Thưa ông, thì để chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra thành công tốt đẹp, thì cùng với các đơn vị địa phương trong toàn tỉnh thì lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai công tác gì để mà đảm bảo quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ạ? Để đảm bảo cho cuộc bầu cử sắp tới thành công tốt đẹp thì Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã quán triệt sâu sắc cái chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ủy ban bầu cử tỉnh và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Chúng tôi đã kịp thời xây dựng cái kế hoạch sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bầu cử, đồng thời là xây dựng các kế hoạch về thực hiện cái nhiệm vụ tuyên truyền, công tác vận động quân chúng trên cái địa bàn hai tuyến biên giới, trong đó chú trọng tình hình ở các cái địa bàn có phức tạp về an ninh chính trị, tập trung lực lượng, phương tiện cho các cái đơn vị ở trên hai tuyến biên giới, đặc biệt là cái hướng trọng điểm, hướng chủ yếu, địa bàn trọng điểm.
Hiện tại thì mọi công tác chuẩn bị chúng tôi đã hoàn thành và cán bộ chiến sĩ đã quán triệt sâu sắc cái kế hoạch triển khai của Bộ Chỉ huy và tiến hành các cái biện pháp nghiệp vụ để quản lý chặt chẽ cái tình hình địa bàn, các cái loại đối tượng, rồi tình hình phía ngoài biên và tình hình trên biển để có cái phương án sẵn sàng chiến đấu xử lý tốt các tình huống có thể xảy ra. Địa bàn mà có phần đông cử tri hoạt động nghề biển, thường xuyên đánh bắt xa bờ, thì cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng đã có cái biện pháp gì trong công tác tuyên truyền để có thể giúp người dân, giúp mọi cử tri có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân của mình ạ? Đối với cái địa bàn tuyến biên giới biển của tỉnh Quảng Bình thì cái lượng ngư dân đánh bắt trên biển thường xuyên đánh bắt xa bờ là tương đối đông, để đảm bảo cho cử tri có mặt đầy đủ để tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân sắp tới, thì về phía bộ đội biên phòng chúng tôi đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ với địa phương, với các cái sở ban ngành tuyên truyền cho ngư dân nắm được cái quyền lợi nhiệm vụ của mình trong cái công tác bầu cử, cái tầm quan trọng của công tác bầu cử, đồng thời là tham mưu cho địa phương, cho người dân viết cam kết. Trong cái dịp bầu cử ngày 22 tháng 5 sắp tới thì sẽ có mặt đông đủ để mà tham gia bầu cử. Mặt khác thì trên cái tuyến biên giới Việt Lào của tỉnh cũng một số lượng lớn là đồng bào thường xuyên đi sản lao động sản xuất trong rừng, rồi đi khai thác lâm sản, có một số là sang tận bên nước bạn. Để đảm bảo cho cái cuộc bầu cử thành công và cái số lượng cử tri đi bầu cử đông đủ thì chúng tôi đã tích cực tuyên truyền phối hợp với cấp ủy chính quyền của các cái xã đến tận từng nhà tuyên truyền cho bà con hiểu được cái tầm quan trọng của cái cuộc bầu cử này, và để cho họ hiểu được cái nghĩa vụ của mình, cái quyền lợi của mình trong cái cuộc bầu cử này. Do vậy mà 100% các cái gia đình người ta là cam kết là trong cái dịp bầu cử này sẽ những cái người trong độ tuổi cử tri, độ tuổi đi bầu cử thì sẽ có mặt để mà tham gia bầu cử. Tại các cái khu vực bỏ phiếu được bầu cử sớm thì lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương như thế nào để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp ạ? Chúng tôi đã tích cực nghiên cứu để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành cái bầu cử sớm cho các cái điểm này, đồng thời là cử cái lực lượng bộ đội biên phòng ở các đồn xuống trực tiếp các cái thôn bản để mà tuyên truyền vận động hướng dẫn cho bà con về cái thực hiện cái quyền nghĩa vụ của mình, đồng thời là cũng cử cái lực lượng các cái đồn tham gia vào các cái tổ chức bầu cử của địa phương từ cấp xã, thì đặc biệt là cấp xã ở các cái xã đặc biệt khó khăn, đi lại khó khăn trên cái địa bàn tuyến biên giới Việt Lào. Vâng, xin cảm ơn ông vì những thông tin vừa rồi ạ. Sau đây là danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 11, gồm 15 xã thị trấn thuộc huyện Quảng Ninh. 1. Bà Phan Thị Hoa, sinh ngày 22 tháng 11 năm 1991, giới tính nữ, quê quán, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, thôn Đài Hữu, xã An Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ hoạt động không chuyên trách cấp xã, nơi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, cao đẳng công tác xã hội, ngoại ngữ Anh B. 2. Ông Nguyễn Ngọc Hùng, sinh ngày 27 tháng 1 năm 1969, giới tính nam, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không, nơi ở hiện nay, thôn Đồng Tư, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Nơi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Ngày vào đảng, 30 tháng 5 năm 1991, giáo dục phổ thông, 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, đại học nông nghiệp, ngành nông học, học hàm học vị, thạc sĩ, chuyên ngành phát triển nông thôn, lý luận chính trị, trung cấp, ngoại ngữ Anh B1. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Hiền Ninh, nhiệm kỳ 1989-1994, 1994-2004, 2004-2011, 2011-2016. 3. Ông Phan Trần Nam,
sinh ngày 29 tháng 9 năm 1969, giới tính nam, quê quán xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Tây, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, công chức chánh văn phòng. Nơi làm việc, Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Bình. Ngày vào đảng, 11 tháng 5 năm 1994, giáo dục phổ thông, 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Kinh tế, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, Anh B. 4. Bà Nguyễn Thị Nga, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1980, giới tính nữ, quê quán xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Trường Dục, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, công chức văn phòng thống kê. Nơi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh. Ngày vào đảng, 25 tháng 4 năm 2003, giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Kinh tế, ngoại ngữ, Anh B. 5. Ông Ngô Hồng Quân, sinh ngày 26 tháng 4 năm 1960, giới tính nam, quê quán xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, tiểu khu 5, thị trấn Quản Hầu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, phó bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Nơi làm việc, huyện ủy Quảng Ninh. Ngày vào đảng, 20 tháng 11 năm 1992, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Sư phạm, Đại học Hành chính, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, Anh B. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2011-2016. 6. Ông Nguyễn Xuân Quang, sinh ngày 3 tháng 11 năm 1960, giới tính nam, quê quán xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Trung Bính, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nơi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình. Ngày vào đảng, 25 tháng 10 năm 1988, giáo dục phổ thông 10/10. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Kinh tế, học hàm học vị, tiến sĩ kinh tế, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, Anh C. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016. 7. Ông Hà Minh Tuân, sinh ngày 26 tháng 2 năm 1981, giới tính nam, quê quán, xã Hồng Thủy, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn An Đình, xã Hồng Thủy, huyện Lê Thủy, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, công chức trưởng phòng nghiệp vụ du lịch. Nơi làm việc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Bình. Ngày vào đảng, mùng 3 tháng 2 năm 2006, giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành lịch sử, học hàm học vị, thạc sĩ dân tộc học, lý luận chính trị, trung cấp, ngoại ngữ, Anh C. 8. Ông Lê Anh Tuấn, sinh ngày 2 tháng 9 năm 1964, giới tính nam, quê quán, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 4, phường Đông Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, giám đốc sở xây dựng. Nơi làm việc, sở xây dựng Quảng Bình. Ngày vào đảng, mùng 10 tháng 5 năm 2001, giáo dục phổ thông 10/10. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành xây dựng thủy lợi, Đại học tinh học. Học hàm học vị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, Anh C. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 8 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 11 là 5 đại biểu. Sau đây là danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 12, gồm 14 xã thị trấn, xã Hoa Thủy, xã Sơn Thủy, xã Phủ Thủy, xã Mai Thủy, xã Ngân Thủy, xã Lâm Thủy, xã Trường Thủy, xã An Thủy, xã Lộc Thủy, xã Phong Thủy, xã Xuân Thủy, xã Liên Thủy, thị trấn Nông Trường Lê Ninh, thị trấn Kiến Giang thuộc huyện Lê Thủy. 1. Ông Trần Ngọc Anh,
sinh ngày 6 tháng 3 năm 1984, giới tính nam, quê quán, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Xuân Dục, xã Xuân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, viên chức. Nơi làm việc, Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình, ngày vào Đảng 16 tháng 6 năm 2007, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Kinh tế, chuyên ngành kế toán, lý luận chính trị, sơ cấp, ngoại ngữ, Anh B. 2. Bà Nguyễn Thị Lê Bình, sinh ngày 22 tháng 8 năm 1987, giới tính nữ, quê quán, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, dân tộc Thái, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Cẩm Ly, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, viên chức, phó trưởng trạm y tế xã. Nơi làm việc, trạm y tế xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy. Giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Bác sĩ Đa khoa, lý luận chính trị sơ cấp, ngoại ngữ Anh C. 3. Bà Dương Thị Chanh, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1984, giới tính nữ, quê quán xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, bí thư đoàn xã kiêm chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên xã. Nơi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, ngày vào Đảng 25 tháng 6 năm 2006, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Quản trị Kinh doanh, lý luận chính trị, trung cấp. 4. Ông Nguyễn Hữu Hoài, sinh ngày 15 tháng 10 năm 1958, giới tính nam, quê quán xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 6, phường Đông Mỹ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nơi làm việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, ngày vào Đảng 16 tháng 12 năm 1983, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Nông nghiệp, học hàm học vị, tiến sĩ nông nghiệp, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, Anh C. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. 5. Ông Dương Văn Hùng, sinh ngày 31 tháng 7 năm 1969, giới tính nam, quê quán xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 15, phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, công chức, trưởng phòng kinh tế ngân sách. Nơi làm việc, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày vào Đảng, mùng 10 tháng 5 năm 1997, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học Kinh tế, chuyên ngành kế hoạch hóa kinh tế quốc dân. Học hàm học vị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, tiếng Nga, chuyên ngành kinh tế, Anh A. 6. Ông Võ Văn Thắng, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1962, giới tính nam, quê quán xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã Mỹ Lộc Thượng. Nơi làm việc, hợp tác xã Mỹ Lộc Thượng, xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, ngày vào Đảng, mùng 3 tháng 6 năm 1985, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành kinh tế, lý luận chính trị sơ cấp. 7. Ông Lê Thuần Văn, sinh ngày 27 tháng 10 năm 1955, giới tính nam, quê quán xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 2, phường Đồng Phủ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, ủy viên thường vụ hội, chánh văn phòng Hội Doanh nghiệp tỉnh. Nơi làm việc, Hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình, nghề vào Đảng mùng 3 tháng 2 năm 1983, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành kinh tế lao động, kỹ sư cầu đường bộ, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ Anh B. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 7 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 12 là 4 đại biểu.
Sau đây là danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa 17, nhiệm kỳ 2016-2021, đơn vị bầu cử số 13, gồm 14 xã Kim Thủy, xã Văn Thủy, xã Mỹ Thủy, xã Dương Thủy, xã Tân Thủy, xã Thải Thủy, xã Hưng Thủy, xã Sen Thủy, xã Cam Thủy, xã Thanh Thủy, xã Hồng Thủy, xã Ngư Thủy Bắc, xã Ngư Thủy Trung, xã Ngư Thủy Nam thuộc huyện Lệ Thủy. 1. Bà Hồ Thị Anh Đào, sinh ngày 16 tháng 5 năm 1973, giới tính nữ, quê quán xã Đông Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 13, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, ủy viên thường trực, trưởng ban phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Bình. Nơi làm việc, Ủy ban Mặt trận tỉnh Quảng Bình. Ngày vào Đảng, mùng 5 tháng 11 năm 2004, giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học ngành nông nghiệp, Đại học quản trị kinh doanh, lý luận chính trị, cao cấp, ngoại ngữ, Anh B. 2. Ông Phạm Quang Hải, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1963, giới tính nam, quê quán, xã Do An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi hiện nay, tổ dân phố 1, phường Đồng Phủ, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, tỉnh ủy viên, giám đốc Sở Giao thông Vận tải. Nơi làm việc, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình. Ngày vào Đảng, mùng 3 tháng 2 năm 1994. Giáo dục phổ thông 10/10. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành xây dựng đường sắt, học hàm học vị, thạc sĩ quản trị kinh doanh, lý luận chính trị, cử nhân, ngoại ngữ, Anh C. 3. Bà Hoàng Thị Hiền, sinh ngày 25 tháng 4 năm 1989, giới tính nữ, quê quán xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Đông Thành, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ giáo viên. Nơi làm việc, trường Trung học cơ sở Văn Thủy, huyện Lệ Thủy, giáo dục phổ thông 12/12. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành văn học, học hàm học vị, thạc sĩ chuyên ngành văn học nước ngoài, lý luận chính trị sơ cấp, ngoại ngữ Anh B1. 4. Bà Trương Thị Phương Lan, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1976, giới tính nữ, quê quán, xã Phủ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 15, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, công chức, trưởng phòng tổng hợp. Nơi làm việc, văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ngày vào Đảng, mùng 10 tháng 11 năm 2004, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học luật, chuyên ngành kinh tế, Đại học chuyên ngành kinh tế đầu tư, lý luận chính trị cao cấp, ngoại ngữ Anh C. 5. Ông Nguyễn Quang Năm, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1960, giới tính nam, quê quán xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Quy Hầu, xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Nơi làm việc, huyện ủy Lệ Thủy. Ngày vào Đảng, mùng 1 tháng 3 năm 1983, giáo dục phổ thông 10/10, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành khoa học ngữ văn, lý luận chính trị, cử nhân. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Lệ Thủy, nhiệm kỳ 2011-2016. 6. Ông Trần Văn Tuân, sinh ngày 16 tháng 7 năm 1959, giới tính nam, quê quán, xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, tổ dân phố 11, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Nơi làm việc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Bình. Ngày vào Đảng, 25 tháng 12 năm 1986, giáo dục phổ thông 10/10. Chuyên môn nghiệp vụ, Đại học ngành trồng trọt. Học hàm học vị, tiến sĩ nông nghiệp. Lý luận chính trị, cử nhân. Ngoại ngữ, Anh B. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011. 7. Bà Nguyễn Thị Vinh, sinh ngày 20 tháng 2 năm 1977, giới tính nữ, quê quán, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, dân tộc Kinh, tôn giáo Không. Nơi ở hiện nay, thôn Thuần Trạch, xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, nghề nghiệp chức vụ, cán bộ, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã. Nơi làm việc, Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy. Ngày vào Đảng, 24 tháng 3 năm 2003, giáo dục phổ thông 12/12, chuyên môn nghiệp vụ, Đại học chuyên ngành kinh tế phát triển,
lý luận chính trị trung cấp, ngoại ngữ Anh A. Là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã Mỹ Thủy, nhiệm kỳ 2011-2016. Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong danh sách này là 7 người. Số đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 13 là 4 đại biểu. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trên cả lĩnh vực đảng quan tâm khác. Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình Khăm Muồn thống nhất nội dung chương trình lễ bàn giao và an táng hai cố liệt sĩ. Quảng Bình triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ nhân dân sau khi xảy ra tình trạng thủy hải sản chết bất thường. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 10 tháng 5, Ban công tác đặc biệt hai tỉnh Quảng Bình Khăm Muồn đã có buổi làm việc để thống nhất một số nội dung trọng tâm về công tác tổ chức lễ bàn giao và an táng hai cố liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Sổm Chai Phê Si Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban công tác đặc biệt tỉnh Khăm Muồn. Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Bình có đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 1237 tỉnh. Tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chân thành cảm ơn cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Khăm Muồn đã quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ đội 589 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình thực hiện nhiệm vụ đặc biệt mà chính phủ, quân đội giao phó. Đồng chí Trần Tiến Dũng cũng biểu dương đội 589 đã nỗ lực đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Theo kế hoạch, lễ bàn giao và an táng hài cốt 35 liệt sĩ sẽ được tổ chức vào sáng ngày 11 tháng 5 tại Nghĩa Trang Ba Dốc, huyện Bố Trạch. Buổi lễ diễn ra chu đáo, trang trọng và tôn nghiêm. Lãnh đạo Ban công tác đặc biệt hai tỉnh đã thống nhất nội dung chương trình buổi lễ và một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Cũng trong sáng ngày 10 tháng 5, tại Nghĩa Trang Ba Dốc, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành bàn giao 35 hài cốt liệt sĩ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh. Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức buổi lễ đã được Bộ Chỉ huy Quân sự và Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện hoàn thành. Ổn định tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự là quyết tâm đã và đang được cấp ủy chính quyền địa phương các cấp tỉnh Quảng Bình tập trung triển khai thực hiện sau khi xuất hiện tình trạng thủy hải sản chết bất thường trong một tháng qua. Theo thống kê sơ bộ của các địa phương vùng ven biển của tỉnh Quảng Bình, thì ước tính tổng thiệt hại liên quan đến việc nuôi trồng, khai thác, dịch vụ hải sản và nghề muối lên đến 175 tỷ đồng. Tình trạng thủy hải sản chết bất thường trong một tháng qua đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của khoảng 15.000 người và số lao động tham gia dịch vụ hậu cần nghề cá là 45.000 người. Trước tình hình trên, để ổn định đời sống của nhân dân vùng ven biển, tỉnh Quảng Bình đã xuất cấp 500 tấn gạo để hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đồng thời, trích ngân sách 2,8 tỷ đồng để hỗ trợ cho các tàu đánh bắt gần bờ với mức hỗ trợ 1 triệu đồng một tàu. Hỗ trợ 20% giá thu mua thủy hải sản đánh bắt xa bờ đã được cấp giấy chứng nhận an toàn với tổng số tiền dự kiến khoảng 20 tỷ đồng. Ngoài các chính sách hỗ trợ của tỉnh, thì các cấp, các ngành địa phương, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội đã trích quỹ cứu trợ, tổ chức quyên góp hỗ trợ nhân dân các xã vùng ven biển vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và đời sống. Hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực thực hiện các chính sách tín dụng hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp khắc phục hậu quả do thủy hải sản chết hàng loạt vùng ven biển. Cùng với các chính sách hỗ trợ ngư dân trong sản xuất và đời sống, thì tỉnh Quảng Bình cũng đã tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, ổn định tư tưởng của nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Mời quý vị và các bạn nghe thông báo kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Ngày 9 tháng 5 năm 2016, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện quan trắc phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ tại 5 điểm gồm bãi biển Quang Phú, bãi tắm Quảng Thọ, bãi tắm Đá Nhảy, bãi tắm Nhật Lệ và bãi tắm Hải Ninh, đồng thời gửi mẫu cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị phân tích một số chỉ tiêu. Kết quả quan trắc phân tích ở trên so sánh với QCVN10MT2015, BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác, cho thấy 18 chỉ tiêu phân tích trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép và phù hợp với kết quả quan trắc phân tích do Trung tâm Quan trắc Môi trường, Tổng cục Môi trường thực hiện, được công bố tại website vea.gov.vn.
Ngày 10 tháng 5, Hội đồng đội tỉnh đã tổ chức lễ khánh thành nhà khăn quàng đỏ cho em Hồ Thị An, học sinh lớp 6A, trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Thủy 1, huyện Lệ Thủy. Gia đình em Hồ Thị An ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy có hoàn cảnh rất khó khăn, phải sống trong căn nhà tạm bợ. Bản thân em Hồ Thị An là một học sinh vượt khó, học giỏi trong nhiều năm liền của trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Thủy 1. Được sự hỗ trợ của Hội đồng đội tỉnh và các đoàn thể chính quyền địa phương, sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà khăn quàng đỏ đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ngôi nhà được xây dựng kiên cố trên diện tích hơn 30 m² với tổng kinh phí 57 triệu đồng, trong đó Hội đồng đội tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do Đoàn Thanh niên địa phương, trường tiểu học và trung học cơ sở Kim Thủy 1 kêu gọi ủng hộ. Chương trình ngôi nhà khăn quàng đỏ là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có được chỗ ở ổn định để từ đó yên tâm phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong học tập. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch tổ chức hội thảo đánh giá kết quả mô hình trình diện giống lúa JL105. Với mục tiêu từng bước cải thiện bộ giống lúa trong sản xuất theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với tình hình biến đổi khí hậu, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình đã nghiên cứu và gieo trồng thử nghiệm giống lúa JL105. Đầu vụ đông xuân 2015-2016, công ty đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch triển khai mô hình trình diễn với gần 40 hectare lúa JL105 tại 4 xã Sơn Trạch, Liên Trạch, Vạn Trạch và Tây Trạch. Theo đánh giá, giống lúa JL105 có thời gian sinh trưởng từ 120 đến 125 ngày, phù hợp cho vụ sản xuất đông xuân, năng suất cao, ổn định từ 65 đến 70 tạ một hectare, chất lượng gạo ngon, đặc biệt là khả năng chống chịu một số sâu bệnh như rầy nâu, đào ôn, khô vằn khá cao. Từ những kết quả đó, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống cây trồng Quảng Bình đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Bố Trạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện chỉ đạo các địa phương đưa giống lúa JL105 vào cơ cấu sản xuất từ vụ đông xuân 2016-2017 để dần thay thế các giống lúa dài ngày, chất lượng thấp, khả năng chống chịu sâu bệnh kém. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, người dân xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch đã biết phát huy lợi thế vùng gò đồi để phát triển kinh tế trang trại. Hiệu quả từ những mô hình đó đã khẳng định kinh tế trang trại là yếu tố quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn của xã Hòa Trạch nói riêng và huyện Bố Trạch nói chung. Đây là mô hình trang trại của ông Nguyễn Văn Hải ở thôn Ca, xã Hòa Trạch. Năm 2004, ông Hải nhận vùng đất đồi khai hoang phục hóa để trồng cây cao su. Tuy nhiên, sau cơn bão năm 2013, diện tích cao su của ông bị thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng đến thu nhập kinh tế của gia đình. Năm 2015, qua quá trình tìm hiểu và được sự hỗ trợ của Hội Nông dân huyện Bố Trạch, ông Hải đã mạnh dạn vay vốn để chuyển hướng sang xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Hiện nay, với 2 hectare cao su, 300 gốc tiêu, 4 ao cá, hơn 20 con bò và 1.000 con gà, trang trại của ông Hải đã cho doanh thu hơn 500 triệu đồng. Trừ chi phí, mô hình này thu lại được hơn 150 triệu đồng mỗi năm. Trước hết là coi đời sống nó cũng nâng lên, nhưng mà coi có cái công việc nó nhiều hơn, vất vả nhiều hơn. Chứ coi được cái trồng cao su thì nó nhàn hơn. Có thu nhập khi mùa cao su nó cao giá thì nó đỡ, nhưng còn sáu mình chăn nuôi thì nói tạm lại là đông là mạnh, lấy số lượng đông là nhiều để là có lấy cái phần tiền lãi ngân hàng này, rồi tiền chi phí cho con ăn học đại học. Sở hữu tiềm năng về vùng gò đồi rộng lớn, xã Hòa Trạch là địa phương có nhiều lợi thế để phát triển đa dạng cây trồng vật nuôi. Trong những năm qua, chính quyền địa phương đã khuyến khích người dân khai thác tối đa lợi thế về đất đai để xây dựng các mô hình trang trại. Bên cạnh đó, các cấp hội nông dân cũng đã tranh thủ các nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ vốn và tập huấn khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân. Nhiều trang trại tại Hòa Trạch cho thu nhập cao từ 150 đến 200 triệu đồng mỗi năm. Tính đến nay, trên địa bàn xã Hòa Trạch, huyện Bố Trạch có 102 mô hình kinh tế trang trại, gia trại tổng hợp, trong đó có 51 trang trại được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chí mới của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hội là phối hợp với các trường, ví dụ là trường dạy nghề của là thanh niên, rồi là trường hỗ trợ việc làm của nông dân tỉnh, vì chỉ là hiện nay thì có trường dạy nghề của huyện. Như vậy hàng năm thì một trong những là
hội nông dân cũng phải năng động sáng tạo, cho nên là phối hợp được nhiều lớp nhất so với trong toàn huyện. Thì bình quân hàng năm là từ 2 đến 3 lớp về kỹ thuật chăn nuôi cá nước ngọt, về bò, về là trồng và chăm sóc cũng là khai thác mù cao su. Để phát triển kinh tế trang trại theo hướng bền vững, Hòa Trạch cần tận dụng hơn nữa lợi thế về đất đai để xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện kinh tế của cộng đồng dân cư và nguồn tài nguyên. Đồng thời, địa phương cần có các giải pháp khuyến khích hỗ trợ nông dân trong cơ chế liên kết bốn nhà: nhà nước, nhà nông, nhà ngân hàng, nhà doanh nghiệp, tạo cơ sở tiến tới sản xuất hàng hóa tập trung gắn với thị trường và các loại hình dịch vụ khác. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết và bản tin thể thao. Dự báo thời tiết Quảng Bình đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2016, khu vực miền núi mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực đồng bằng ven biển mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực thành phố Đồng Hới mây thay đổi đến nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng biển cao dưới 1 mét. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 5 năm 2016, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có tổ lốc và gió giật mạnh, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.